Rồi mình chào anh em, hôm nay ngày 29 tháng 6 nè. Thì hôm nay anh ruột mình đâu ta? Tân Trụ Long An. À, đến mua cái con GT 140 nè, về chạy oxy tôm chơi. để chụp hình đi, quay lên đi, gửi cho thấy. Giờ. Rồi, đang quay YouTube. Ha 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 ha.